Hiện tại, Đừng Làm Mẹ Cáu do Quỳnh Cun và Nhan Phúc Vinh đóng chính đang là bộ phim nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Nội dung nhẹ nhàng, hài hước và cũng vô cùng ấm áp là yếu tố quan trọng giúp dự án này được lòng khán giả. Đừng Làm Mẹ Cáu đã bước vào giai đoạn cuối và ngày càng thu hút nhiều khán giả hơn nữa. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bé An Nhiên vai Happy cũng đã chia sẻ lại loạt khoảnh khắc cuối cùng được ở bên mẹ hạnh phim trường Đừng Làm Mẹ Cáu. Trong ảnh, bé Happy và mẹ cùng nhau mặc đồ bộ ở nhà. Cả hai ôm hôn nhau vô cùng bịn dịn trong những cảnh phim cuối cùng. Cô bé chia sẻ, đúng là thà ở villa mà hạnh phúc đủ đầy còn hơn ở trong nhà thuê nghèo khổ khốn khó. Tạm biệt ngôi nhà hai mẹ con đã từng gắn bó, nơi mà con Happy thường xuyên khiến mẹ Hạnh hóa thú, một là ăn hai là nhịn. Con và mẹ Hạnh sang ở villa cùng chú Quân đẹp ra đây ạ. Trong đoạn chia sẻ của bé An Nhiên, khán giả phát hiện ra rằng chắc chắn Đừng Làm Mẹ Cáu sẽ có một cái kết cực kỳ viên mãn cho cặp đôi Quân Hạnh. Như vậy, sau bao hiểu lầm, e dè, cuối cùng cả hai cũng sẽ về chung nhà để chăm sóc bé Happy. Thậm chí, bé An Nhiên còn tiết lộ rằng cả Hạnh và Happy còn sắp được chuyển khỏi nhà thuê và chuyển sang căn villa cực xịn của Quân. Những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ của gia đình ba người Quân, Happy, Hạnh ở hậu trường Đừng Làm Mẹ Cáu cũng nhận được sự chú ý rất lớn của khán giả. Như vậy, người xem đã có thể hoàn toàn yên tâm về cái kết của bộ phim này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.